sẽ như thế nào nếu một chiếc Nintendo Switch có thể chạy được hệ điều hành Windows và chơi được một loạt các tựa game. Đây là những cái gì mà chiếc Alan Wake UFO concept này có thể làm được, và nó vừa được công bố tại CES 2020. Mình đã ngay lập tức vào và trên tay nó. Đây là bản concept thôi, mình không biết được giá, không biết được thời gian bán, chỉ biết là nó có nhiều thứ rất là cool ngầu. Chiếc Alan Wake UFO concept này đang chạy hệ điều hành Windows nguyên bản. Mình không biết là nó chạy CPU gì, nó chạy card họa gì, chỉ biết là nó có màn hình 8 inch, có pin và vẫn chiến được một vài game khủng như là game mình đang chơi ở đây hay là game Rocket League này. Mình chơi vẫn rất là mượt mà, không hề có hiện tượng giật lag gì cả. Đây gần như là một phiên bản cải tiến của Nintendo Switch, khi nó vẫn có những tính năng tương tự như là Nintendo, nhưng vẫn chạy ngon Windows 10 và game load từ Steam. Một số tính năng giống Nintendo Switch như là nó có thể rút tay cầm ra để gắn vào hub bên ngoài này. Còn màn hình thì cắm vào dock riêng để xuất ra màn hình lớn hơn, để khi các bạn muốn chơi game ở nhà ấy, còn cắm tay vào là để các bạn có thể mang đi ra ngoài chơi game bất cứ đâu. Thực sự là mình không thể tưởng tượng được rằng nó đang chạy Windows 10. Nó có CPU, nó có cái đồ họa, có RAM, có bộ nhớ. Nói chung có thể coi đây là một chiếc PC nhỏ nhất mà mình từng thấy từ chơi này. Cầm vào không hề nặng một chút nào nhá. Thực sự quá là dị đấy. Nhưng mà đánh đổi lại thì quạt gió của máy sẽ quay khá là to. Ngay trong sự kiện rất là ồn, mình vẫn nghe thấy tiếng quạt gió. Nhưng mà như vậy thì vẫn là dị đúng không? Dù là phiên bản concept thôi, tức là bản mẫu ấy, nhưng mà mình đang cầm trên tay ở đây và nó đang chạy siêu mượt mà. Và chắc chắn thì chiếc gaming console này không sớm thì muộn thì nó sẽ được bán chính thức trong thời gian tới. Nhưng mà mình nghĩ rằng trước khi ra mắt thì Alan Wake UFO phải giải quyết được một vài vấn đề, ví dụ như vấn đề về pin này. Bởi vì chạy Win và game trên Win thì pin chắc là siêu ngốn. Và ngoài ra thì làm cách nào đó để giảm tiếng quạt gió tốt hơn nữa thì lại càng tốt. Rồi, anh em nghĩ sao về chiếc Alan Wake UFO này? Hãy cùng comment phía bên dưới nhá. Thực sự trong giây phút đầu tiên nhìn thấy nó và biết được nó chạy ở Windows 10, mình đã phải há hốc mồm đấy. Và anh em hãy tiếp tục theo dõi channel cũng như là những cái bài viết cập nhật liên tục về những cái thông tin mới nhất tại sự kiện CES 2020. Chỉ cần anh em theo dõi đầy đủ sự kiện này thôi thì mình tin rằng anh em sẽ nắm bắt được 50% công nghệ phần cứng sẽ diễn ra như thế nào trong năm 2020 đấy. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video tiếp theo.